Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin liệu Phạm Minh Chính có liên minh với Nguyễn Tân Dũng trở thành thế lực khủng khiếp hay không. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông Phạm Minh Chính là thế lực độc lập, không cần phải dựa hơi ai. Cũng giống như ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Phạm Minh Chính hiện nay đang là đối tượng để nhiều cá nhân tụ về đầu quân cho ông ta. Đã làm chính trị mà không nhìn ra thế lực nào sắp trở thành mạnh nhất mà phò thì không thể nào lên lên cao cho được. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có thể được xem là một thế lực trong 5 năm qua, nhưng rất tiếc ông Nguyễn Xuân Phúc đã đi nước cờ sai mà giờ này đành phải ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước mà không có thực quyền gì nhiều cho lắm. Hiện nay thì uy của ông Nguyễn Xuân Phúc không cần phải phò ai để tiến thân nữa, nhưng ông cũng không còn được xem là một thế lực quá mạnh trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu ông Phúc chịu trụ lại chiếc ghế thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa thì có thể 5 năm sau thế và lực của ông sẽ mạnh nhất. Trò chơi vương quyền là như vậy, không cho phép sai lầm. Nếu sai lầm thì khó có cơ hội chuộc được lỗi lầm. Thành tích chính trị của ông Phạm Minh Chính quả là rất đáng nể. Nếu so sánh với những thủ tướng khác thì ông Phạm Minh Chính có phần tự lực khá cao. Và từ xưa cho đến nay chưa có ai mà từ trưởng ban tổ chức trung ương lại có thể nắm trọn chính phủ trong tay như ông Phạm Minh Chính trong một thời gian rất ngắn đến như vậy. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Tấn Dũng. Thời còn làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Tấn Dũng là người đã giúp đỡ ông Phạm Minh Chính khá nhiều. Thì nay nếu ông Phạm Minh Chính kết hợp với ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành một liên minh mà đôi bên cùng có lợi, tại sao lại không thể được? Chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là như thế. Ngoài lý lịch đỏ thì người ta còn phải biết kéo bè, kết cánh, biết chọn người để mà chơi, biết ẩn mình, chờ thời thì mới có thể thành công. Ông Vương Đình Huệ ẩn mình trong giai đoạn 2012 đến 2016 để né đòn Nguyễn Tấn Dũng, và sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị loại khỏi bộ chính trị thì ông mới được ngoi lên. Ông Vương Đình Huệ đúng là một mẫu người ẩn mình, chờ thời. Ông Nguyễn Tấn Dũng rất cần ông Phạm Minh Chính, và lúc này đó là thông tin mà cộng đồng xã hội chia sẻ. Với ông Nguyễn Thành Nghị thì có thể cần thêm 5 năm nữa thì bản lĩnh mới có thể cứng lên được. Tuy Nguyễn Tân Dũng đã về hưu nhưng về quyền lực ngầm thì Nguyễn Thành Nghị vẫn thua cho mình khá xa. Cũng may là Phạm Minh Chính đã làm chủ chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, chứ nếu vẫn là Nguyễn Xuân Phúc còn làm thủ tướng thì tương lai ông Nguyễn Thành Nghị khó mà xác định cho được. Còn nếu ông Vương Đình Huệ mà làm thủ tướng thì xem như Nguyễn Thanh Nghị không còn đất sống ở chính phủ. Ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng là rất may mắn cho ông Nguyễn Tân Dũng và may cho cả con ông là Nguyễn Thanh Nghị. Việc Nguyễn Thanh Nghị ra trung ương là điều bắt buộc vì đã là chính sách tuyên truyền cán bộ để cơ cấu thì không thể để ông Nghị ngồi một chỗ được. Tuy nhiên, rất nhiều thế lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng chính sách tuyên truyền cán bộ như là công cụ để phe đối thủ đi đưa phe khác về chám lại. Chính vì vậy, trong quá trình thuyên chuyển, người ta xem đối tượng được thuyên chuyển sẽ ở bến đỗ nào. Có những bến đỗ sẽ tiến và cũng có những bến đỗ chỉ để lùi mà thôi. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính là người mà Nguyễn Tấn Dũng cần nhất hiện nay. Gần cuối năm 2020, người đứng đầu Ban Bí thư là Nguyễn Phú Trọng đã dùng chính sách thuyên chuyển cán bộ để đẩy ông Nguyễn Thanh Nghị ra khỏi quê hương An Giang và kéo về Trung ương. Lúc đó, ông Nghị đã bị giáng chức từ bí thư tỉnh ủy xuống còn thứ trưởng. Lúc đó, Nguyễn Thanh Nghị cũng đang ngấp nghé giữa bờ vực của sự nghiệp đi xuống. Ngồi ở vị trí thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Tân Dũng xem kết quả đấu đá ở Đại hội 13 sẽ ngả về đâu. Nếu ông Nghị còn giữ chức ủy viên trung ương thì ông Nghị có thể lên chức bộ trưởng. Còn nếu rớt thì kết quả đã là kết thúc sự nghiệp của mình. Nhưng ông Nghị đã rất may mắn. Sự chiến đấu của hai cha con ông Nguyễn Tân Dũng đến phút chót cũng vẫn giữ được chiếc ghế ủy viên trung ương cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, ở đại hội lần thứ 13, cha con ông Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Thanh Nghị có niềm vui kép. Đó là người từng được ông Nguyễn Tân Dũng giúp đỡ, Phạm Minh Chính, đã giành được ghế thủ tướng đầy quyền lực. Phạm Minh Chính là nhân vật mà Nguyễn Tân Dũng đã rất cần hiện nay. Và câu hỏi đặt ra là hình thành liên minh giữa ông Chính và ông Dũng tại sao không? Một phẩm chất không thể thiếu trong việc gây dựng sức mạnh cho mình, đó là liên minh.
Để chống lại ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Trương Tấn Sang đã từng liên danh với ông Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy mà ông Trương Tấn Sang cũng đã giúp Nguyễn Phú Trọng một phần trong việc lật ngược thế cờ trước ông Nguyễn Tấn Dũng ở đại hội lần thứ 12. Sau đó ông Nguyễn Phú Trọng cũng giúp lại đàn em của ông Trương Tấn Sang là Trương Hòa Bình vào được Bộ Chính trị và nắm được chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực. Đó là tấm gương liên minh chính trị gần đây nhất. Hiện nay, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng rất cần ông Phạm Minh Chính che chở và tạo cơ hội cho ông Nguyễn Thanh Nghị thì tất nhiên ông Nguyễn Tấn Dũng rất cần Phạm Minh Chính. Ngày xưa khi ông Nguyễn Tấn Dũng giúp Phạm Minh Chính thì ông ta ở cửa trên, còn bây giờ sự bắt tay giữa ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng thì ông Dũng lại ở cửa dưới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị là cầu nối để ông Nguyễn Tấn Dũng gây ảnh hưởng của mình trong Trung ương. Hiện nay ông Nguyễn Tấn Dũng đã về hưu nhưng ông ta vẫn rất muốn ông có sự ảnh hưởng nhất định ở Trung ương. Ông Trương Tấn Sang cũng muốn như vậy và ông từng thành công với việc xây dựng quyền lực cho Trương Hòa Bình. Như vậy thì lần này ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ xây dựng tầm ảnh hưởng của mình với Trung ương chắc chắn là qua cầu nối là đứa con trai cả của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nếu nói về tầm ảnh hưởng cá nhân thì ông Nguyễn Tấn Dũng không thể thua ông Trương Tấn Sang cho được. Vậy thì ông Trương Tấn Sang làm được thì ông Nguyễn Tấn Dũng tại sao không? Và rất có thể ông Nguyễn Tấn Dũng cũng nghĩ là một liên minh Chính và Dũng. Và tiếp tục câu hỏi được đặt ra là Phạm Minh Chính nếu liên minh với Nguyễn Tấn Dũng thì có lợi gì? Cái lợi trước mắt là Phạm Minh Chính được một số ủy viên Trung ương miền Nam ủng hộ. Tiếp theo Phạm Minh Chính sẽ có một Thứ trưởng Bộ Xây dựng hết mình phò trợ ông ta. Thực tế trong các người thuộc quyền của Phạm Minh Chính có 5 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng thì chưa chắc gì tất cả mọi người trong họ là của ông Phạm Minh Chính đề bạt. Nếu nói bà Trương Thị Mai là người mà ông Phạm Minh Chính cài lại trong ban bí thư thì rất có thể nhiều bộ trưởng và thậm chí cả phó thủ tướng dưới quyền là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Cài lại cũng có khi là như vậy. Trước đây có thông tin cho rằng ông Vương Đình Huệ là người của ông Nguyễn Phú Trọng được cài vào ghế bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Dũng biết và ông Huệ ngồi chiếc ghế bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ có 1 năm là phải cuốn gói sang ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban kinh tế trung ương. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ từng được ông Nguyễn Phú Trọng cài qua chính phủ nhưng không thành công, sau 1 năm phải bật đi chỗ khác. Người bên này cài qua bên kia rất quan trọng. Nếu lúc trước ông Vương Đình Huệ mà ngồi lâu ở Bộ Tài chính, nắm hết các chỉ đạo ngầm của Nguyễn Tấn Dũng về thu chi cho các dự án rồi đem nó trình cho Nguyễn Phú Trọng để ông ta ra tay, thì ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ mất chức. Và điều đó thậm chí sẽ xảy ra rất sớm, chứ không phải để ông ta ngồi ghế thủ tướng đến hết nhiệm kỳ tới khóa 12. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính là thế lực đang lên, nhưng chưa thể là vượt trội so với thế lực của Nguyễn Phú Trọng. Cũng rất có thể, trong các bộ trưởng, có người vẫn còn giữ được lòng trung thành với ông Nguyễn Tấn Dũng, thì những người đó sẽ thành người ủng hộ ông Phạm Minh Chính. Trong chính trị, những con người đang ẩn mình chờ thời khá nhiều. Nếu có liên minh giữa Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Minh Chính thật, thì họ sẽ ra mặt. Đó là cái lợi không nhỏ cho ông Phạm Minh Chính. Và những bất lợi khi ông Phạm Minh Chính liên minh với Nguyễn Tấn Dũng là gì? Nếu có liên minh Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Minh Chính thì có thể Phạm Minh Chính sẽ phối hợp với Nguyễn Thanh Nghị gây dựng sức mạnh cho chính phủ. Nguyễn Tấn Dũng sau hậu trường vận động thuộc hạ cũ ủng hộ. Đấy là liên minh đẹp cho ông Chính lẫn cho cha con ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên nếu liên minh này hình thành thì tất nhiên ông Nguyễn Phú Trọng không để yên. Một khi Phạm Minh Chính đã hợp ý với Nguyễn Tấn Dũng thì thế nào ông ta cũng ở trong thế đối đầu với Nguyễn Phú Trọng. Tuy ông Trọng đã già nua, quyền lực có yếu hơn cách đây 3 năm, nhưng hiện nay ông vẫn còn rất mạnh. Phạm Minh Chính là con người biết nhìn ra thời cơ và cũng biết nhìn ra mối nguy hiểm tiềm tàng nên khó mà hình thành nên liên minh này. Và dự kiến cho rằng mới vào chính phủ, ông Phạm Minh Chính thì cần yên ắng để xây dựng lực lượng và phe cánh ổn định, rồi mới có thể hiên ngang đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng cho được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dường như không bao giờ muốn liên minh giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng trở thành hiện thực. Thực chất của cuộc đối đầu khốc liệt giữa ông Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây vì ông Dũng đã tiếm quyền người đứng đầu văn phòng Trung ương Đảng lúc đó là ông Nông Đức Mạnh. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người bảo thủ, ông muốn duy trì quyền lực mạnh nhất cho văn phòng Trung ương Đảng và cũng giành lại quyền lực cho ông nếu mới xảy ra sự đối đầu gay gắt nhất từ xưa đến nay trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc lên trong thế kẻ yếu nên không có cuộc chiến giữa ông Trọng và ông Phúc.
Và cũng vì ông Nguyễn Xuân Phúc an phận thủ thường, ít chịu đấu đá, nên ông đã bị văng ra khỏi chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực và ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước mang tính tượng trưng. Với ông Phạm Minh Chính thì tham vọng hơn ông Nguyễn Xuân Phúc rất nhiều và năng lực cũng hơn ông Phúc. Ông Chính có tham vọng mình là người có quyền lực số 1 lấn át cả Tổng Bí Thư, tuy nhiên đối đầu quá sớm với ông Nguyễn Phú Trọng là không nên. Vậy nên rất khó có thể ngay trong lúc này liên minh giữa ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng có thể hình thành, nhưng có thể sau một năm sau thì hoàn toàn có thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021 với bản tin Liệu Phạm Minh Chính có liên minh với Nguyễn Tấn Dũng để hình thành thế lực khủng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.